Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh sơ kết phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Trước những diễn biến khó lường ngay từ đầu năm 2024, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh đã chỉ đạo ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp tăng cường công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua để nâng cao năng suất lao động, từng bước ổn định sản xuất kinh doanh. Công tác đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động được quan tâm đẩy mạnh. Từ đầu năm đến nay, các công đoàn cơ sở đã ký mới 35 thỏa ước lao động tập thể. Nhân các dịp lễ Tết đã thăm và trao tặng hàng nghìn suất quà cho người lao động trị giá hàng tỷ đồng. Nhân tháng công nhân và tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động đã tổ chức 25 cuộc đối thoại tại doanh nghiệp. Trong 6 tháng đầu năm đã vận động thành lập mới được 13 công đoàn cơ sở, phát triển mới trên 7.400 đoàn viên, nâng tổng số lên 244 công đoàn cơ sở trên 97.300 đoàn viên, giới thiệu 94 đoàn viên ưu tú cho Đảng, trong đó được kết nạp 27 đảng viên, đạt 85%. Tổ hưu trí huyện Yên Lạc tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2024. Tổ hưu trí huyện Yên Lạc có 63 hội viên là những cán bộ hưu trí cao cấp của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, các hội viên trong tổ luôn là hạt nhân cầu nối ở các chi bộ, khu dân cư, tích cực tham gia các hoạt động ở địa phương. Việc sinh hoạt chính trị hàng tháng được duy trì, giúp các hội viên nâng cao nhận thức tư tưởng, nắm bắt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, từ đó tuyên truyền vận động gia đình, nhân dân chấp hành tốt các quy định đã đề ra. Tổ cũng duy trì tốt các hoạt động tình nghĩa, thăm hỏi, giúp đỡ hội viên ốm đau, bệnh tật, hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tăng cường, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho hội viên. Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, Tổ hưu trí huyện Yên Lạc phấn đấu thực hiện tốt kế hoạch đề ra, xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh. Cùng với việc đẩy mạnh phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội Vĩnh Phúc đã tập trung giải quyết các chế độ chính sách về bảo hiểm cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tính đến hết tháng 6 năm 2024, toàn tỉnh có gần 1.150.000 người tham gia bảo hiểm y tế, chiếm tỷ lệ 94,62% dân số, gần 267.000 người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm tỷ lệ 44,04% lực lượng lao động và 36,4% lực lượng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Công tác giảm nợ động được triển khai bằng nhiều giải pháp, ước tỷ lệ nợ động giảm còn 1,63% kế hoạch giao, thấp hơn tỷ lệ chung của toàn ngành. Công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp luôn được thực hiện kịp thời, an toàn, đẩy mạnh chi trả qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, quyền lợi của người tham gia không bị gián đoạn. Trong 6 tháng đầu năm, đã có 350 người được giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội thường xuyên với số tiền 1,07 tỷ đồng, 7.750 người được hưởng trợ cấp một lần với số tiền 408,6 tỷ đồng và 4.600 người hưởng trợ cấp thất nghiệp với số tiền 116,9 tỷ đồng. Chế độ bảo hiểm xã hội được thực hiện tốt, cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh và thông qua phần mềm giám định bảo hiểm y tế. Kết quả 6 tháng đầu năm, đã có gần 900.000 lượt người được chi trả khám chữa bệnh, tăng 9,14% so với cùng kỳ năm 2023. Số tiền chi trả gần 859 tỷ đồng, tăng 17,12% so với cùng kỳ. Ngày 1 tháng 7 năm 2024, luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở chính thức có hiệu lực. Đến thời điểm hiện tại, công an các địa phương đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai luật cũng như chuẩn bị các điều kiện cần thiết để ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, ghi nhận tại địa bàn thành phố Phúc Yên. Đây là những quân tư trang mà lực lượng bảo vệ an ninh trật tự tại cơ sở được trang bị. Mặc dù trước đó đã từng được tham gia lực lượng dân phòng hay tổ bảo vệ dân phố, nhưng khi được khoác trên mình bộ áo gắn phù hiệu như thế này, mỗi thành viên tự thấy được trách nhiệm lớn lao của bản thân trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương. Sau khi mà chúng tôi đã được xét tuyển xong, chúng tôi luôn cố gắng để cùng với lực lượng công an chính quy tiếp tục là cùng công an để đẩy mạnh cái công tác cái phong trào an ninh trật tự, và cũng hứa với toàn thể các đồng chí là chúng tôi sẽ chấp hành mọi cái chủ trương đường lối cũng như là cái luật quy định của Bộ Công an để ngày mai phường Trương Chắc cùng với chúng tôi là hoàn thành xuất sắc mọi cái nhiệm vụ được giao. Là địa bàn trung tâm của thành phố, Ủy ban dân phường Trương Chắc đã xét tuyển được 30 người của 10 tổ dân phố tham gia lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Đây sẽ là lực lượng hỗ trợ đắc lực cho công an phường trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và xử lý các vụ việc phát sinh tại khu dân cư. Lực lượng công an phường Trương Chắc, đặc biệt là cảnh sát khu vực, đã cùng với các bác, các ông bà, tổ trưởng, tổ dân phố, bí thư chi bộ,
khu dân cư đã tuyển chọn những người mà có các cái tiêu chí theo luật định. Ngoài ra có những cái điều kiện tốt nhất để tham gia với lực lượng công an thực hiện các cái chức năng nhiệm vụ ở địa phương. Trong đó chú trọng một là công tác đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở, nắm tình hình địa bàn, rà soát nắm tình hình địa bàn. Hai là trực tiếp tham gia các cái tổ hòa giải ở khu dân cư. Thành phố Phúc Yên đã thành lập 91 tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở với tổng số 286 thành viên. Đến thời điểm hiện tại, các địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho lễ ra mắt lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Ủy ban nhân phường đã thành lập hội đồng xét tuyển và tổ chức xét tuyển. Đến nay thì cũng đã lựa chọn được 24 thành viên trên 8 tổ dân phố. Thế để đảm bảo cái lễ ra mắt được trang trọng, ý nghĩa, thì Ủy ban nhân phường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền dưới nhiều hình thức để được đông đảo nhân dân được biết. Thế đồng thời cũng chuẩn bị mọi mặt về cơ sở vật chất cũng như công tác tổ chức. Chúng tôi cũng tin tưởng đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước chuyển biến của lực lượng bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Với sự chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, ngày 1 tháng 7 năm 2024 tới đây, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở sẽ ra mắt, đánh dấu sự ra đời một lực lượng mới do chính quyền địa phương thành lập. Đây là lực lượng quan trọng để hỗ trợ công an cấp xã, giúp Ủy ban nhân dân cung cấp bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời góp phần củng cố thế trận an ninh nhân dân và thế trận lòng dân vững chắc. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc vừa can thiệp cứu sống thành công một ca bệnh hiếm gặp khi người bệnh cùng lúc nhồi máu cơ tim cấp và xuất huyết tiêu hóa. Trước đó, người bệnh có tiền sử nhiều bệnh nền phức tạp như tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 nhiều năm, gút và đã đặt stent mạch vành 2 lần. Bệnh nhân là ông Nguyễn Văn Huỳnh, 70 tuổi, trú tại huyện Tam Dương, được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc cấp cứu trong tình trạng nguy kịch, đau trái ngực nhiều, kèm nôn ra máu, đi ngoài da phân đen, huyết áp tụt. Kết quả điện tim cho thấy dấu hiệu của nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ đã nhanh chóng tiến hành hội chẩn liên chuyên khoa, chẩn đoán ban đầu cho thấy người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp vùng xuất huyết tiêu hóa, nghi do loét dạ dày tá tràng. Cả hai đều là bệnh tối cấp cứu trong nội khoa bởi có nguy cơ và tỷ lệ tử vong rất cao. Thì đứng trước hai bệnh đấy, chúng tôi cân nhắc và chúng tôi đã hội chẩn với cả các ekip can thiệp dưới Bệnh viện Tim Hà Nội, thì chúng tôi quyết định là sẽ cấp cứu tim trước và bệnh nhân đã được đưa lên phòng can thiệp mạch vành để mà chụp và kiểm tra thì thấy là tắc một cái nhánh động mạch nuôi cơ tim. Chúng tôi tiến hành là nong cái mạch ra, hút huyết khối và đặt stent. Sau khi đặt stent thì một mạch nhánh mạch vành đã được khai thông rồi, thì bệnh nhân ngay lập tức đã được chuyển xuống phòng nội soi tiêu hóa để mà nội soi và tìm thấy rằng là bệnh nhân bị nguyên nhân của cái suất tiêu hóa là do bị ổ loét vùng hang vị. Bệnh nhân đã được các bác sĩ can thiệp của khoa nội tiêu hóa kẹp clip cầm máu để mà xử trí cái nguyên nhân của cầm máu. Thế trong một ngày như vậy, bệnh nhân đã được khai thông mạch vành và được kẹp clip cầm máu. Sau đó chúng tôi tiếp tục theo dõi và điều trị nội khoa tiếp tục cho người bệnh. Theo các bác sĩ, đây là ca bệnh khá hiếm gặp khi hai bệnh xảy ra cùng lúc trên người bệnh có tiền sử nhiều bệnh nền phức tạp. Việc điều trị đồng thời cả xuất huyết tiêu hóa và nhồi máu cơ tim là một thách thức cho bác sĩ bởi các phương pháp điều trị của bệnh này có thể xem là chống chỉ định của bệnh kia, đòi hỏi các bác sĩ điều trị phải nắm rõ tình trạng bệnh, tinh chỉnh thật khéo léo các phương pháp can thiệp đảm bảo an toàn cho bệnh nhân. Đến nay sau hơn 2 tuần can thiệp, điều trị, đến nay sức khỏe của ông Huỳnh đã ổn định. Hiện tại bây giờ sức khỏe tôi cảm thấy rất là ổn định và thoải mái và cũng rất là phấn khởi. Cũng chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết cảm ơn tập thể y bác sĩ, thầy thuốc của khoa can thiệp động mạch vành tim Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc. Từ những cái công nghệ khoa học hiện đại mà các tập thể y bác sĩ ở khoa nắm bắt được, kịp thời vận dụng đưa vào để cứu chữa cho bản thân tôi, được tái sinh lại như ngày hôm nay là rất hạnh phúc đối với gia đình chúng tôi. Các bác sĩ chuyên khoa tim mạch khuyến cáo bệnh mạch vành là một trong những bệnh lý tim mạch thường gặp nhất và là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Vì vậy, việc nhận biết sớm các bệnh liên quan đến tim mạch để phòng ngừa và điều trị kịp thời là hết sức cần thiết để hạn chế các biến chứng xấu có thể xảy ra. Những người có tiền sử bị các bệnh như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu, người hút thuốc lá lâu năm, nghiện rượu bia, béo phì, trong gia đình có người trực hệ, bố mẹ, anh chị em ruột mắc bệnh mạch vành là những đối tượng có nguy cơ cao cần được tầm soát để phát hiện bệnh trong giai đoạn sớm. Mỗi người dân cần tự nâng cao bảo vệ sức khỏe bằng cách kiểm soát cân nặng, chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh.
khi có các triệu chứng liên quan đến tim mạch như đau thắt ngực, khó thở, mệt mỏi, đặc biệt trong thời tiết nắng nóng hiện nay, cần nhanh chóng vào viện để thăm khám, phát hiện bệnh và điều trị kịp thời.